Năm 2023, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều dị biệt. Đặc biệt kinh tế toàn cầu phục hồi chậm sau đại dịch COVID-19. Áp lực lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng còn ở mức cao và nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn giảm đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động xuất khẩu và sản xuất công nghiệp của nước ta. Do vậy, ngay từ những ngày đầu năm, hoạt động xúc tiến thương mại được tập trung cao độ nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tận dụng tốt nhất các cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa. Hoạt động xúc tiến thương mại mà một trong những nòng cốt là chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại được triển khai với định hướng đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, tăng cường tận dụng cơ hội từ thị trường có FTA, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, miền nhằm mang tính bền vững, cân bằng hơn, đảm bảo thị trường ổn định lâu dài cho các hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 được Bộ Công Thương phê duyệt gồm 117 đề án xúc tiến thương mại với tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 135 tỷ đồng với nội dung tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương và các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước. Các hội chợ triển lãm quy mô lớn mang tầm cỡ quốc tế được Bộ Công Thương tổ chức hoặc phối hợp tổ chức như Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo 2023, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2023, Việt Nam Food Expo 2023, Hội chợ Trung Quốc Nam Á lần thứ 7, Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 27, Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 20, SEA Expo 2023, Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm ANUGA 2023, Đức, Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul 2023, Hàn Quốc. Chương trình giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài định kỳ hàng tháng cũng là điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến thương mại. Chương trình này đã cập nhật kịp thời các yêu cầu xúc tiến xuất nhập khẩu của các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp. Trong năm qua thì là Cục Xúc tiến Thương mại cũng đã làm đầu mối và chủ trì và phối hợp với hệ thống thương vụ Việt Nam làm rất là tốt cái công tác cung cấp thông tin thông qua cái cuộc giao ban xúc tiến thương mại hàng tháng được tổ chức do lãnh đạo bộ chủ trì, đã góp phần là tháo gỡ những cái khó khăn trong công tác điều hành sản xuất cũng như là thương mại cũng như là phát triển xuất khẩu của cả nước. Cụ thể là đã đóng góp vào cái kết quả tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu và thị trường trong nước, và đặc biệt là chúng ta có thể thấy rằng là cái thành tích mà 8 năm liên tiếp, năm nay là năm thứ 8 mà năm nay là cái năm mà xuất siêu kỷ lục từ trước đến nay là gần 30 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2023, Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương tổ chức các chương trình kết nối tiêu thụ hàng hóa, xúc tiến đầu tư quy mô lớn tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các chương trình này đã hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tiếp và mạng lưới phân phối nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà phân phối của các địa phương tìm hiểu thông tin thị trường, thúc đẩy sản xuất, kết nối cung cầu hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối, phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân và đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Việc tổ chức cái hội nghị kết nối cung cầu để xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức, đây là một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với các cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu, đối với các cái nhà sản xuất. Đây là qua các cái lần hội nghị vừa qua thì thấy rằng đây là nó là một dịp tốt để cho các cái doanh nghiệp và các cái nhà sản xuất gặp nhau để trao đổi, kết nối và để quảng bá thị trường trong nước và cũng như là xuất khẩu. Đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Năm nay thì cái hoạt động này tổ chức với cái quy mô lớn và được đầu tư cao, tỉnh Bình Dương lại có cơ hội để giới thiệu quảng bá hình ảnh cũng như là kết nối các sản phẩm của Bình Dương đến với thị trường nước ngoài, cũng như là sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Chương trình tháng khuyến mại tập trung 2023, Việt Nam Grand Sale 2023 từ ngày 4 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024. Sự kiện thường niên này đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng trong nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, lĩnh vực tham gia thực hiện khuyến mại, thúc đẩy sản xuất, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Theo quy định của Nghị định 81 thì trong thời điểm nghỉ lễ và Tết thì các cái doanh nghiệp cũng được thực hiện các cái khuyến mại mà có thể lên giảm giá đến 100%. Và kết hợp với cái chương trình khuyến mại tập trung quốc gia này thì
cái thời gian, thời hạn mà doanh nghiệp có thể áp dụng cái chương trình khuyến mại đến 100% kéo dài đến khoảng gần 3 tháng. Và tôi cho rằng đấy là một trong những cái thời điểm mà nó cũng rất hợp lý so với cho với các cái doanh nghiệp trong cái việc mà kích cầu tiêu dùng hàng hóa cuối năm, cũng như là đây là một cái mùa mua sắm, một cái mùa hết sức đặc biệt đối với tất cả người dân. Với chính sách thuế giảm từ 10% xuống 8%, cùng với chỉ đạo của Bộ Công Thương xây dựng chương trình tháng khuyến mại quốc gia đã thúc đẩy và đem lại được cái chương trình khuyến mại lớn cho các khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm và thúc đẩy được nhu cầu tiêu dùng. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng ở trong nước và quốc tế đã giúp quảng bá hiệu quả thương hiệu cho các sản phẩm và doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời tích cực quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia, qua đó góp phần nâng cao giá trị và thứ hạng thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế. Bên cạnh những hoạt động thường niên như tổ chức chuỗi sự kiện tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam chào mừng ngày thương hiệu Việt Nam ngày 20 tháng 4, diễn đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam. Điểm đặc biệt của chương trình thương hiệu quốc gia năm 2023 là Cục Xúc Tiến Thương mại đã lần đầu trực tiếp tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia ở nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực của nước ta như Trung Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, Hungary. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một mũi nhọn trong công tác xúc tiến thương mại. Năm qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại trên nền tảng số cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã với các nội dung đa dạng, cung cấp các kiến thức, kỹ năng trên nhiều lĩnh vực thông qua phương thức kỹ năng livestream bán hàng trên các nền tảng số hoặc các ứng dụng mạng xã hội tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, thu hút hàng nghìn học viên tham gia. Để đáp ứng yêu cầu mới, Bộ Công Thương trình Chính phủ ban hành 2 nghị định, gồm Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Hai nghị định này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Công tác quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại cũng được đặc biệt chú trọng. Trong năm 2023, Cục Xúc Tiến Thương mại đã xác nhận đăng ký gần 1.240 chương trình khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng đăng ký trên 1.200 tỷ đồng, ra quyết định thu nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng, là 50% giá trị của giải thưởng, không có người trúng thưởng, của 277 chương trình khuyến mại đã được Cục xác nhận, cấp mới giấy phép thành lập mới cho 2 văn phòng đại diện của Tổ chức Xúc Tiến Thương mại nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi giấy phép thành lập cho 4 văn phòng đại diện và gia hạn giấy phép thành lập cho 1 văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Trong năm 2024, các chuyên gia dự báo vẫn còn nhiều khó khăn thách thức khó đoán định, do đó cần có những định hướng chiến lược cụ thể cho hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ ngày một hiệu quả hơn cho cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng. 3 cái định hướng quan trọng cho cái hoạt động xúc tiến thương mại năm 2024 như sau. Thứ nhất, đó là tiếp tục đổi mới và triển khai đa dạng, linh hoạt các hoạt động, các hình thức xúc tiến thương mại để nâng cao được hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại. Và qua đó là để nhằm duy trì phát triển được các thị trường truyền thống cũng như là mở rộng được các thị trường xuất khẩu mới, đặc biệt là khai thác hiệu quả các thị trường có FTA. Trong đó thì phải chú trọng việc là chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh trong xúc tiến thương mại một cách tích cực, nhằm để mà định vị Việt Nam là một cái thị trường xuất khẩu mà thị trường xuất khẩu xanh và bền vững, tổ chức và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn ở trong nước và quốc tế để nhằm là xứng tầm với cái hình ảnh quốc gia và vị thế của đất nước ta, tiếp tục tranh thủ cái nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức, các đối tác xúc tiến thương mại quốc tế. Một mùa xuân mới lại đến, hy vọng với những quyết tâm chính trị cao, hoạt động xúc tiến thương mại sẽ gặt hái thêm nhiều thành công mới.